ዝዓድኩ ሓዳር ትገብርቶ ኮይንካ ወይ ብዕራይ ወይ ላሕሚ ታሊካ ወይ ሃፍታም ትኮን ቤተሰብካ እዩ እምበር ንሕብትካ ኮይንካ ኣይትምርዐይ ማለት ንመጀመርያ ዋላ ሰብኣይ ፀቲኻ ሓዳር ተገበርካ መጨረሽኡ ንድሕር ጉጂ ኣብ ጉጅኻ ንድሕር ደጋፊ ዘይብልካ ወይም ድማ ናቶም ወለዲ ጥሪት ዘይሃውካ ኮይኖም ሓዳር ኣይምስረትን ወሊደ ሙሉ እየ ውሉ ንድሕር ድሕሪ ምውላደ እንደገና ለ ቆልዓ ሸኪም እዩ ኸይዱ ላብ ካሊእቲ ላብ በዓልቲ ላሕሚ ላሕሚ ላብ ዘለዋ እወ ላብ በዓልቲ ገንዘብ ዕራይ ዘለዋ ላሕሚ ንለታ ሓዲግኒ እዩ ኸይዱ ሽግር ዳሞ ሰሪሕካ ስለዘይብልዑት ዓድና ሽግር ኣሎ እዩ ጓላሴት ሰራሕ ኣይትበልዕ ስራሕ የለን ኣብ ካሊእ ዓዲ ከይድካ ዝካልካዮ ሰሪሕካ ኢሉላ ኣብዛ ዓድና ግን ትቆንን ተኮይና ትቆንን ትጠልፍ ተኮይና ትጠልፍ ትፀሞ ተኮይና ትፀሙቕ ከምዚ ሃማይ ተኮይና ግን ክፍል ኣብ ጥሜት እያ ትመውት ሽግር እያ ትጋለፅ ማለት እዩ እና ብዚ ሽግር ኣለዎን ደቂ ኣንስትዮ እየለ Chuyển giao quy trình sản xuất giống lúa thuần hoàn thiện của nhóm thí điểm dự án. Tại đây, ông Tĩnh đã được hướng dẫn cách khử lẫn cho thóc giống sau khi thu hoạch. Và ông Tĩnh lại chuyển giao cho nông dân của 80 hộ tham gia dự án. Khi ta đổ thóc vào, thế và ta điều chỉnh mức độ toa cho thóc xuống. Thế và máy chạy ta kiểm tra. Para boa governação dos setores da justiça, da defesa e da segurança. As desigualdades de gênero persistem e as mulheres são particularmente afetadas por violações de seus direitos humanos, o que se torna ainda mais grave dada a sua dificuldade em aceder à justiça. Todos esses fatores constituem obstáculos ao respeito pelo Estado de Direito e por uma cultura de governar nos centros de acesso à justiça, que estão a ser criados pelo governo e o PNUD, também com o apoio do MD de IFAM. Trata-se de uma experiência piloto de estabelecer 4 centros em 3 regiões, onde juristas contratados pelo Ministério da Justiça e ONG... قد تؤدي إلى حدوث فترات جفاف طويلة بالإضافة إلى حدوث سيول غير متوقعة تهدد المناطق السكنية وبنيتها الأساسية وتؤدي أيضاً إلى زيادة استهلاك الطاقة للتبريد والتكييف وتقلل من كفاءة الإنتاج البشري والعمل أيضاً زيادة درجات الحرارة والرطوبة سوف يؤدي إلى سرعة تدهور الآثار ونقص عمرها وزيادة الأتربة العالقة في الجو وأيضاً الإضرار بالشعاب المرجانية بالبحر الأحمر مما يقلل من عدد السائحين الذين يمثلون أحد المصادر الهامة للدخل القومي. Tiêu khuyến khích phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, tăng cơ hội việc làm và thu nhập cho người trồng, thu mua nguyên liệu và người sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ nội thất, thông qua tập trung hỗ trợ hơn 4.800 hộ nghèo tại 4 tỉnh miền Bắc là Phú Thọ, Hòa Bình, Thanh Hóa và Nghệ An. Việc lựa chọn 4 tỉnh này dựa trên các tiêu chí, tỷ lệ thu nhập, dân tộc thiểu số, mức độ tập trung của nguyên liệu đầu vào và khả năng sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ cũng như khả năng liên kết cao.
Thì tôi cho là cái dự án này đặt vào cái chuỗi hàng hóa là làm giấy. The number of individuals going hungry in the world has reached 1 billion in 2009. In the Philippines, more and more families are in the same dire condition and are living below the poverty line. Alongside extreme poverty are issues of hunger and malnutrition. Studies in 2005 showed that one out of four Filipino children are underweight or stunted, while one out of 20 children die due to malnutrition. As unemployment in Bosnia is the highest among people with only a high school education, the country's youth employment program is open for all without a university diploma under the age of 30. Education of future generations play a key role in the youth education program. Improvement of curriculum in 100 schools in 14 municipalities is a key agenda for making young and newly graduated people ready for the new labor market. For CNN Worldview, Kenan Cherimagic, Hayat TV, Sarajevo, Bosnia. It's the opening day of the bullfighting festival, and for the people of Baijiu village, it's an exciting moment. Traditions here are well preserved, such as the memorial heaven ceremony performed by the local shaman. For a newcomer like myself, the only thing which echoes in my ear is the sound of this. This is called a lusheng. It's a traditional musical instrument made and played by Dong and Miao minorities. It is made solely from bamboo. During the festivals, people here play the lusheng and dance together. The sound echoes in the mountain and you can hear it from kilometers away. Để phòng chống và giải quyết bạo lực trên cơ sở giới, cũng như để có thể hỗ trợ các nạn nhân bạo lực gia đình được tốt hơn, cần nhiều cam kết hơn nữa về nguồn lực từ chính phủ và các cơ quan đối tác phát triển. Bên cạnh đó, giải quyết bạo lực trên cơ sở giới, thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao năng lực cho người phụ nữ cần phải được đưa vào các mục tiêu và chương trình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Điều này sẽ giúp Hoa và nhiều phụ nữ khác phá vỡ im lặng, đứng lên đấu tranh vì quyền của chính mình và có được cuộc sống không có bạo lực.